Xin chào mừng tất cả các em. Cô trò chúng ta lại gặp nhau trong giờ học âm nhạc trực tuyến. Cô chúc các em sẽ có một giờ học thật vui, thật hiệu quả. Hãy đồng hành cùng với cô để tìm hiểu những điều thật hay và mới lạ các em nhé. Trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, cô mời các em hãy cùng đứng lên khởi động nào. Cô trò chúng ta sẽ hát vang và vận động theo bài hát Em Vẫn Nhớ Trường Xưa nhé. Trò chúng ta vừa khởi động rất sôi nổi với bài hát Em Vẫn Nhớ Trường Xưa. Các em thân mến, âm nhạc luôn là người bạn đồng hành, đem lại cho chúng ta niềm vui, tiếng cười, những điều bổ ích trong cuộc sống. Âm nhạc còn đem lại cho chúng ta những điều thật thú vị và mới lạ. Vậy những điều mới lạ ấy là gì? Thì hôm nay, cô và các em cùng tìm hiểu tiết số 27 với hai nội dung. Nội dung thứ nhất, kể chuyện âm nhạc, khúc nhạc Dưới Trăng. Nội dung thứ hai, nghe nhạc, trích đoạn bản Sonat Ánh Trăng của Beethoven. Cô trò chúng ta cùng tìm hiểu nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay, kể chuyện âm nhạc, khúc nhạc Dưới Trăng. Trước khi tìm hiểu về nội dung của câu chuyện, thì cô mời các em chúng ta tìm hiểu đôi nét về nhạc sĩ Beethoven. Các em thân mến, Beethoven là một nhạc sĩ thiên tài người Đức. Ông sinh năm 1770 và mất năm 1827. Ông sáng tác chủ yếu là các bản nhạc không lời, nhạc giao hưởng, sonat. Ông được đánh giá là nhạc sĩ xuất sắc trong lịch sử âm nhạc thế giới. Bản Sonat Ánh Trăng là một trong rất nhiều tác phẩm nổi tiếng của ông. Và bây giờ, cô trò chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về nước Đức kem nhé. Đây là vị trí của nước Đức trên bản đồ thế giới. Cộng hòa Liên bang Đức là quốc gia liên bang gồm 16 bang, nằm ở Trung Âu, giáp với 9 quốc gia, đó là Đan Mạch, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Thụy Sĩ, Bỉ, Hà Lan, Pháp, Áo và Luxembourg. Đức là quốc gia có nền văn hóa phong phú, là trung tâm kinh tế quan trọng của châu Âu. Các em thân mến, Đức là quốc gia có lịch sử phát triển lâu đời. Con người nơi đây luôn toát ra vẻ lịch thiệp, điềm đạm và đặc biệt cực kỳ hiếu khách. Đức có nền kinh tế lớn mạnh nhất trong khu vực và đứng thứ 5 trên toàn thế giới. Ở Đức, chúng ta sẽ thấy những công trình thật đẹp, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, cùng mời các em cùng chiêm ngưỡng nhé. Và bây giờ, cô mời các em cùng đến với câu chuyện khúc nhạc Dưới Trăng. Một đêm trăng đẹp giữa mùa thu tại một thị trấn ở nước Đức. Nhạc sĩ Beethoven dạo bước trên hè phố. Các tháp chuông nhà thờ nhọn hoắt vươn lên nền trời. Cả thị trấn đã chìm trong tĩnh mịch.
Beethoven nghe vẳng ra từ một ngõ hẻm tiếng ai chơi đàn dương cầm. Bản Moniet của mình. Ngạc nhiên, ông rẽ vào ngõ nhỏ và dừng chân trước một ngôi nhà cũ kỹ. Sau một lát lắng nghe, tiếng dương cầm yên lặng, Beethoven nghe thấy tiếng nói của người con gái. Cha ơi, liệu có đủ tiền mua vé đi nghe hòa nhạc tối mai không? Cha đã chữa 5 đôi giày rồi mà chưa đủ tiền. May ra chỉ mua được một vé cho con thôi. Trong nhà lại im lặng sau tiếng thở dài của người con gái. Như có điều gì đó thôi thúc, Beethoven khẽ gõ cửa. Người đàn ông đứng tuổi bước ra mở cửa, còn cô gái thì vẫn ngồi yên lặng trước đàn. Thưa ông, tôi đi ngang qua đây, nghe tiếng dương cầm nên xin phép vào thăm. Mời ông vào. Con gái tôi ham thích âm nhạc, nhưng cháu chơi đàn còn kém cỏi lắm. Beethoven mạnh dạn. Thưa ông, tôi có biết một chút về âm nhạc. Nếu ông và cô cho phép, tôi xin đàn một khúc. Ô, xin ông cứ tự nhiên. Người con gái vội đứng dậy để nhường đàn cho khách. Tay cô lần theo cây đàn, ánh mắt như nhìn vào vô định. Lúc này, Beethoven nhận ra đó là một cô gái mù. Niềm thương cảm trào lên trong lòng, Beethoven chơi đàn với sự xúc động mãnh liệt và tình cảm chân thành day dứt. Thưa ông, chắc hẳn ông là nhạc sĩ Beethoven nổi tiếng. Cô gái mù ngập ngừng khẽ hỏi. Chưa thấy câu trả lời, cô chậm bước đến bên cửa sổ, đẩy nhẹ cánh cửa, ánh trăng tràn vào gian phòng nhỏ. Trên nền trời có những ngôi sao lấp lánh, hàng cây dương liễu và những nóc nhà thờ cổ kính hiện ra trước mắt Beethoven. Nhạc sĩ lướt nhẹ hai tay trên bàn phím. Một giai điệu vừa xuất hiện trong đầu, những âm thanh vang lên bởi cảm xúc chợt đến khi ông chơi đàn trong căn phòng lạ. Giữa không gian huyền ảo của ánh trăng và trước sự ngạc nhiên của cô gái mù. Hiếm khi Beethoven chơi đàn say sưa đến thế. Âm thanh bay lên như hòa tan trong ánh trăng, theo làn gió tỏa khắp màn đêm. Tiếng đàn đã im từ lâu, hai cha con người thợ giày mới như chợt tỉnh. Thưa nhạc sĩ Beethoven, xin cảm ơn ông đã mang ánh sáng đến cho chúng tôi. Người thợ run run chào vị khách đang bước ra cửa. Thưa ông, chính tôi mới là người chịu ơn ông và cô. Tôi xin phép được mời ông và cô tối mai đi nghe hòa nhạc tại nhà hát. Rời khỏi xóm lao động nghèo, Beethoven rảo bước về nhà. Ông muốn ghi lại nét nhạc vừa xuất hiện. Ngay đêm ấy, nhà soạn nhạc thiên tài đã hoàn thành tác phẩm tuyệt vời, bản Sonate Ánh Trăng. Các em vừa lắng nghe câu chuyện Khúc Nhạc Dưới Trăng. Ở nhà, các em hãy lắng nghe lại câu chuyện thêm một lần nữa và trả lời những câu hỏi dưới đây của cô nhé. Câu hỏi thứ nhất, chuyện có mấy nhân vật chính? Câu hỏi thứ hai, vì sao Beethoven lại ghé vào thăm nhà người thợ giày? Câu hỏi thứ ba, tại sao Beethoven lại chơi đàn với sự xúc động mãnh liệt? Và câu hỏi thứ tư, giai điệu của bản Sonate Ánh Trăng được nhạc sĩ Beethoven sáng tác khi nào? Các em hãy theo dõi lại câu chuyện và trả lời những câu hỏi trên của cô. Khi nào đi học trực tiếp, các em sẽ chia sẻ câu trả lời với cô nhé. Cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay, nghe nhạc. Cô mời các em cùng lắng nghe trích đoạn Sonate Ánh Trăng của nhạc sĩ Beethoven. Thank you.
Bản sonat ánh trăng thật hay và tuyệt vời phải không nào các em? Ở nhà chúng ta sẽ lắng nghe thêm một lần nữa để cảm nhận về bản nhạc nhé. Các em thân mến, như vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu tiết số 27 với hai nội dung. Nội dung thứ nhất, kể chuyện âm nhạc, khúc nhạc dưới trăng. Nội dung thứ hai, nghe nhạc, trích đoạn bản sonat ánh trăng của Beethoven. Thông qua bài học, cô hy vọng các em đã có những trải nghiệm thật thú vị với môn âm nhạc của mình. Ở nhà, các em hãy giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà cha mẹ, cùng nhau ghi nhớ nội dung bài học bằng cách xem lại những video trực tuyến mà cô đã hướng dẫn. Cô chúc các em sẽ luôn là những người con chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau.